Chào đón các bạn đã quay trở lại kênh Chèm Nghĩa Mặt Cuộc Sống Úc. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu hỏi mà được rất nhiều anh chị quan tâm và cũng đã hỏi mình rất là nhiều, là không biết ở Úc có dễ sống hay không, và nghề nào là nghề hái ra tiền ở Úc. Thì câu trả lời sẽ có ngay trong video ngày hôm nay. Khi mà mọi người bàn tán với nhau, tranh luận với nhau hay là đặt ra câu hỏi với nhau về liệu sống ở Úc có dễ hay không, thì đa số cái câu hỏi đều xoay quanh ba vấn đề chính sau. Thứ nhất là công việc ở đây như thế nào, có dễ kiếm tiền hay không. Thứ hai là chi phí sinh hoạt ở các thành phố thì như thế nào. Và cuối cùng là phúc lợi ở nước Úc và thành phố các bạn đang sống là ra sao. Thì ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ cụ thể về thứ nhất là về công việc. Công việc ở Úc có rất là nhiều công việc, tùy thuộc vào cái khả năng, tùy thuộc vào cái bằng cấp và cái mong muốn của các bạn. Ví dụ, các bạn là những người đã học, sinh sống và học tập tại Úc trong khoảng thời gian thì các bạn cũng đã có những cái bằng cấp nhất định, ví dụ như là bằng nghề, bằng cao đẳng, bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ vân vân. Thì cái việc kiếm việc làm của bạn cực kỳ dễ dàng nếu mà các bạn có thêm phần kinh nghiệm nữa. Nếu mà các bạn đã có kinh nghiệm rồi, có bằng cấp rồi thì cái việc kiếm việc làm thì khỏi phải lo. Các bạn có thể kiếm việc làm từ trên những website mình sẽ đặt trên đây, hoặc là các bạn có thể kiếm việc làm từ các mối quan hệ của các bạn trong lúc của bạn học đại học, cũng như là trong cái lúc bạn đi, có thể đi làm thêm, trong lúc bạn sinh sống vẫn có những mối quan hệ, và từ những mối quan hệ này thì có thể là các bạn sẽ có công việc rất là tốt. Kiếm việc làm qua mối quan hệ là một cái cách kiếm việc làm mà có thể nói là nhanh nhất và tốt nhất tại ở Úc và thành phố Adelaide nói riêng. Có rất nhiều công việc liên quan đến lao động về trí óc, ví dụ như các bạn có thể là làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực marketing, rồi làm đến những cái công việc về IT, hay là làm những công việc khác liên quan đến kinh doanh, hoặc là các bạn có thể làm một cái lĩnh vực về sale đối với một mặt hàng nhất định nào đó, ví dụ như là bất động sản nè, sale mỹ phẩm nè. Đấy, cũng tương tự như ở Việt Nam thôi. Còn nếu mà các bạn không có bằng cấp thì sao? Khi mà chúng ta không có bằng cấp ở Úc, chúng ta có bằng cấp ở Việt Nam đi chẳng hạn, thì qua đây chúng ta vẫn có những công việc để chúng ta làm. Ví dụ một số công việc về lao động tay chân, ví dụ như là chúng ta có thể là phụ bếp nè, chúng ta có thể làm farm nè, chúng ta có thể là bưng phở, bưng cà phê, hay là làm phục vụ vân vân. Rất nhiều công việc mà chúng ta có thể lựa chọn, từ những công việc mà nặng nhọc, bỏ ra nhiều công sức, đến những công việc đơn giản. Chính vì vậy mà không phải là công việc tay chân nào nó cũng vất vả nặng nhọc đâu. Nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng khiếu của các bạn, cũng tùy thuộc vào cái mong muốn làm việc của các bạn thôi. Mình đưa ra một số ví dụ, chẳng hạn như là các bạn có thể làm một số công việc đơn giản mà rất hiệu quả, lương cũng rất là tốt. Ví dụ như là làm bartender, tức là làm phục vụ rượu tại các bar club, các quán rượu vân vân. Hoặc các bạn có thể làm những công việc khác rất là vui mà phù hợp với những bạn nữ đó, chẳng hạn ví dụ như là barista, các bạn có thể làm nail, làm trong các spa vân vân. Những công việc đấy thì nếu mà các bạn làm có hợp đồng lao động bài bản thì các bạn sẽ được trả mức lương tối thiểu trở lên. Có thể nói là cái mức lương tối thiểu Úc rất là cao, một trong những nước đã trả lương tối thiểu cao nhất trên thế giới, là mức lương là 20 đô Úc. So với một số nước phát triển khác, ví dụ như Canada chẳng hạn, thì mức lương tối thiểu ở Canada chỉ là 15 đô Canada, trong khi đó là đô Úc và đô Canada là tương đương với nhau là khoảng 17 đến 18 nghìn đồng tiền Việt Nam. Còn về mặt chi phí đó các bạn, thì tùy thuộc vào cái thành phố mà các bạn đang sống. Ví dụ như nếu mà chúng ta sống ở những thành phố lớn hơn như là Sydney hay là Melbourne thì chi phí sẽ cao hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái cơ hội việc làm chúng ta tốt hơn, chúng ta có thể được trả lương cao hơn và có thể là kiếm việc làm dễ dàng hơn. Nó cũng tùy thuộc vào cái khả năng mà tiêu tiền các bạn nữa, thì cái mức thu nhập nó sẽ tương xứng với cái phần chi phí các bạn bỏ ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng làm việc thì chắc chắn cái phần đồng lương của chúng ta sẽ trang trải đủ cho tất cả những chi phí mà chúng ta bỏ ra. Ví dụ như là ở Việt Nam mình á, thì khi mà mình làm việc thì cái chi phí ăn ở này nọ đối với một người lao động bình thường á, thì nó sẽ vừa đủ luôn cái phần mà tiền nhà trọ, hay là tiền ăn uống, là tiền vui chơi giải trí. Tuy nhiên ở nước Úc này á, nếu mà chúng ta làm việc tích cực thì một giờ chúng ta làm là 20 đô đi, thì chúng ta ăn một tô phở có 6-7 đô thôi, thì có thể nói là cái phần mà tiêu dùng trong cái chi, trong cái thu nhập chúng ta thì nó cũng không phải là một cái phần quá lớn. Thì mình sẽ nêu ra bốn cái loại chi phí cơ bản mà các bạn du học sinh cũng như là những người mà mới qua Úc á đáng quan tâm nhất.
Thứ nhất là chi phí về tiền chỗ ở. Đó là chi phí lớn nhất mà một người sống ở Úc phải bỏ ra. Ví dụ như là chi phí về trả tiền thuê nhà hay là tiền mua nhà. Thì ở đây thì mình sẽ nói về trước mắt, mình sẽ nói về cái tiền thuê nhà. Thì cái tiền thuê nhà Úc á, đối với một người du học sinh hay là những người mới vào Úc bình thường á, là khoảng dao động từ khoảng từ 200 cho đến 400 đô la Úc cho một tuần. Thì ở Úc người ta sẽ hay thường xuyên hơn là trả tiền theo tuần. Nghĩa là mỗi tuần á, thì sẽ tính là 200 hoặc là 300 hoặc là 400. Thì nhân lên thì chúng ta chỉ ra một con số hàng tháng. Ngoài ra thì cái chi phí về nhà ở, một cái chi phí rất là lớn khác là chi phí về tiền học tập. Thì có thể nói là nước Úc là đất nước có nền giáo dục rất là phát triển, cho nên là cái chi phí của nó cũng rất là cao. Chi phí học đại học thì khoảng trên 20.000 đô một cho một năm. Chi phí học thạc sĩ khoảng trên 30.000 đô là trung bình. Còn chi phí mà chúng ta học nghề thì rẻ hơn một chút. Nhìn chung mặt bằng thì so với một số đất nước khác, ví dụ như Canada, New Zealand á, thì ở Úc học phí nó cao hơn một chút. Cái thứ ba nữa là cái chi phí mà chúng ta thường xuyên mà tiêu xài nhất là cái chi phí về cho những cái sinh hoạt hàng ngày. Tiền ăn, tiền uống, tiền vui chơi, giải trí, những cái sinh hoạt bình thường trong cuộc sống. Thì cái chi phí này khoảng, nếu một bạn du học sinh thì nằm tầm khoảng là 1.000 đô một tháng. Và những chi phí khác, ví dụ như là chi phí đi lại, chi phí vui chơi giải trí, chi phí đọc sách, hay là một cái số chi phí về rác, đóng thuế hàng tháng vân vân. Thì những chi phí đó nó không có nhiều so với những ba cái loại chi phí mà mình vừa kể ở trên. Tuy nhiên có một điều rất là vui là các bạn du học sinh ở Úc sẽ được làm việc là tối đa là 40 giờ trên 2 tuần. Có nghĩa là trung bình là khoảng 20 giờ trên cho một tuần. Thì với cái thời gian đó thì các bạn với mức lương tối thiểu ở Úc là 20 đô la Úc cho một giờ, thì mức lương rất là cao như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể là trả được cái chi phí về tiền ăn ở sinh hoạt. Nhưng mà cái tiền học tiền một khoản tiền rất là lớn như vậy thì du học sinh không thể nào mà với 20 giờ một tuần mà các bạn có thể kham được một cái chi phí lớn như vậy. Và trong những cái dịp ví dụ như nghỉ hè hay là những cái dịp ngày lễ thì các bạn có thể là làm full time, có thể được kiếm tiền để mà có thể đóng cho những cái phần học phí tiếp theo. Và cuối cùng, một cái phần rất là quan trọng mà các bạn có thể cân nhắc có nên là định cư Úc hay không, có nên là đi du học Úc để mà sau này mình định cư hay không, hay là mình đi theo diện vợ chồng để sang Úc định cư hay không. Đó là cái chính sách phúc lợi của nước Úc. Thì nhìn chung trên thế giới thì đất chính sách phúc lợi của Úc và Canada hay là New Zealand thì chính sách phúc lợi rất là tốt, cũng tương tự như một số đất nước phát triển khác. Tuy nhiên là ở Úc vì dân số là cũng tương đối thôi chứ không có nhiều, cho nên là người nhà nước sẽ đủ những cái chi phí để mà lo những cái chi phí về chăm sóc sức khỏe nè, về chi phí về học hành cho con của mình từ lúc mà bắt đầu đi học cho đến những năm trung học, hoàn toàn miễn phí luôn nếu mà chúng ta có quốc tịch hoặc là chúng ta có PR. Còn nếu mà chúng ta học đại học á, thì cái chi phí cũng rẻ hơn rất là nhiều. Chi phí cho học đại học cũng những người du học sinh quốc tế là khoảng là 30-40 ngàn, thì những người mà dân ở Úc, những người có PR quốc tịch Úc thì họ chỉ bỏ ra khoảng 4-5 ngàn đô thôi, một số nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Và nếu mà chúng ta có PR hay là có quốc tịch đó thì chúng ta sẽ được có y tế miễn phí tất cả các loại bệnh, ngay cả bệnh ung thư hay là những cái bệnh hiểm nghèo hay là những bệnh khó khăn hay là những cái bệnh khó chữa thì chúng ta vẫn được hỗ trợ hoàn toàn 100% chi phí và hỗ trợ rất là nhiệt tình. Bác sĩ đây thì làm việc rất là hiệu quả và nhiệt tình luôn. Ngoài ra có một số chính sách phúc lợi xã hội khác, ví dụ như là tiền sinh đẻ, tiền sinh em bé. Khi mà em bé sinh ra thì chúng ta sẽ được là hưởng một cái khoản là tiền sinh nở ban đầu là khoảng hơn 1.500 đô. Rồi sau đó trong vòng 18 tuần chúng ta vẫn được hưởng những cái chính sách về cho tiền sữa cho em bé và những cái khoản về sau nữa. Người bố, người mẹ nghỉ làm trong vòng 2 tuần thì cũng sẽ được hỗ trợ tiền lương. Và đặc biệt là chính sách hỗ trợ tiền thất nghiệp cũng như là cứu trợ. Trong đợt dịch vừa rồi thì ở Sydney và Melbourne, hai thành phố mà lockdown có thể nói là lâu nhất trên thế giới luôn, thì ở đây những người dân trong thành phố sẽ được những khoản hỗ trợ khoảng 500 đến 600 đô cho một tuần, tính ra một tháng cũng là hơn 2.000 đô rồi các bạn. Thì với cái chi phí này thì hoàn toàn có thể là kham nổi cái tiền ở, tiền sinh hoạt, tiền ăn ở của một người dân bình thường. Và cuối cùng mình cũng sẽ bật mí luôn cái ngành nghề mà hái ra tiền ở Úc đây. Thì mọi người hay nói vui rằng là ngành hái dâu và ngành hái
trái cây nói chung, ví dụ như nho, dâu hay là kiwi, thì chúng ta sẽ được trả lương từ giới chủ về một cái khoản tiền lương chúng ta. Có nghĩa là chúng ta mỗi lần chúng ta cứ hái là xong chúng ta sẽ được trả tiền. Nhưng mà thật ra cái ngành nông nghiệp ở Úc á, thì cũng là một cái ngành có thể nói là mang lại thu nhập rất là lớn nếu mà chúng ta có một khoản đầu tư nhất định cho cái trang trại của chúng ta. Những người chủ trang trại ở đây á, là với một cái quy mô bình thường thôi đó các bạn, thì cũng có thể là thu nhập từ khoảng 20 đến 30 ngàn đô cho một tháng, thì có thể nói là thu nhập rất là tốt với điều kiện rằng mình phải có một cái số tiền để đầu tư ban đầu cho những cái trang trại của chúng ta. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc, thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.